Chào cô chú, anh chị và các bạn. Cây nho thân gỗ thường mà nhiều thân nhất ở Việt Nam đây rồi đấy ạ. Đây là những cây nho thân gỗ thường cổ thụ nhá, cây được trên 12 năm tuổi rồi. Đây là em quay 0.5 để các bác phải nhìn toàn cảnh cây thôi, chứ còn nếu mà quay 1:1 này, rất là nhiều thân nhá và siêu to luôn. Nho thân gỗ thường thì dòng cây nho về đầu tiên ở nước ta. Đây là dòng này hiện đang có nhiều cây to nhất, và những cỡ to ấy thông thường cũng chỉ có nho thân gỗ thường thôi. Này, quả từ gốc này, cây này đã rất là già rồi này. Hoa chít chít trên thân luôn. Hiện đang rất là sai nhá. Mới mọc tận ngọn luôn ạ. Cây thì em đánh dâm mủ ổn định hết rồi, nên là trồng rất là đảm bảo thôi. Ông đang tiến hành phun mật đây này. Cây này em không đếm được là bao nhiêu thân nữa. Một cây thì chia ra làm ba nhánh chính này. Tụi nó sẽ bắt đầu từ tỏa nhánh từ đây luôn nhé. Rất là nhiều. Nho thân gỗ thường ở Việt Nam ấy thì chỉ có một số dáng cơ bản thôi. Còn những cây như thế này là dáng rất là độc lạ rồi đấy ạ. Em có 3 cây nhá. Mỗi cây thì có một dáng thể khác nhau riêng biệt, nên là bác nào ưng cây như thế nào thì cứ bảo em. Đây, cây thứ hai này cũng to không kém phần nhé. Ba cây này thì cùng độ tuổi, rất là già rồi. Quanh cây này là 35, 36 này. Đây là đo cao thôi, còn đo sát gốc thì gần 40 đấy ạ. Cây này rất là nhiều thân này. Hoa quả chi chít nhé. Dòng nho gỗ đầu tiên cũng là size khó to, size khủng nhất ở nước ta đấy. Có, đây là 2 cây to. Cái này cũng cùng độ tuổi này, bên thì nhỏ hơn một chút. Cái này gốc bé hơn một chút này. Hoa quả rất là nhiều nhá, nhánh từ gốc luôn này. Đang chết chết hoa lửa mới. Hàng này nó mới đánh dâm ủ đấy thì ít như thế này. Còn những năm trước hoa quả chết chết hơn nhiều rồi. Dòng nhân cũ đầu tiên về nước ta. Lá rất là xanh tốt rồi này. Quay lại cả cây các bác nhá. Cây đang phát triển rất ổn định, xanh tươi hết cả rồi. Ngoài nho thường thì em còn rất là nhiều dòng khác nhau nữa. Như đây là một cây tục quý. Cái này cũng là hàng nguyên bản đấy, quả mọc từ gốc được rồi này. Hiện thì cũng đang hoa lửa mới chi chít này. Bác nào mà trồng những cây cổ thụ, trồng những cây to nhất ấy, thì trồng nho thường, nó có nhiều hàng to bự nhất. Còn nếu mà các bác nào muốn quả quanh năm ấy, thì lại trồng tham khảo tục quý là 12 vụ. Và một số dòng độc lạ khác như là kim cương, nho vàng thì chúng cũng quả quanh năm, nhưng mà quanh năm chậm hơn một chút, trên chục năm nhé. Nè, quả bắt đầu hình thành rồi. Từ quý thì quả khi chín nó chuyển sang màu đen tím nhé. Bên này cũng là một cây từ quý rất là sai. Hôm trước thì chỉ khoảng tầm một tuần trước thôi, hoa trắng cây luôn, mà hôm nay em không quay cho các bác. Hôm nay thì cây đã đang hoa lửa mới này. Bên mình đang nụ thôi nhá. Nó nở sẽ nở trắng cây luôn. Đây. Quả hai con hình thành rồi. Rất là nhiều hoa nhiều quả. Dòng này thì không cần thuốc gì để cây đậu quả đâu các bác nhá. Thì là mình có thể hỗ trợ cây phun thêm ít vi lượng cho cây, phân vi lượng nhé. Khác cả là bón phân suốt rồi sao vẫn còn thiếu phân, nhưng mà mình bón phân các loại thông thường ấy thì chỉ là phân đạm, lân, kali, các loại yếu tố đa lượng thôi. Còn một số yếu tố vi lượng bắt buộc để cây đậu quả nữa thì mình khi nào vẫn còn thiếu ấy, mình có thể bổ sung thêm cho cây để cây đậu quả được nhiều hơn này. Đây, cái này cũng đang hoa trái rất là sai. Đây là cơ sai nhỏ thôi, cái này giá chỉ hơn 2 triệu một chút thôi nhé. Bên này cũng có một cây rất là sai này, cũng là dòng từ quý nhá. Dòng này thì cao 2m, 2m2. Quả này nó gọi là kín thân luôn rồi. Rất là sai luôn nhá. Và quả chiếu cành luôn ạ. Đây là dòng từ quý. Còn nếu mà các bác muốn trồng dòng 12 vụ quả chín đỏ thì em cũng vẫn có nhiều cây nguyên bản này. Và nhiều cây có dáng thấy độc lạ nhá. Như đây, đây là một cây rễ nổi này. Quả này mọc được từ rễ luôn. Hoa rất là nhiều này. Các điểm hoa nhé. Một cây duy nhất luôn ạ, nguyên bản nhé. Không hoa ghép chiết gì đâu, quả mọc từ rễ rồi. Ngoài như hơn gỗ khoảng quanh năm thì về còn rất là nhiều dòng khác khoảng quanh năm này. Thì đây là những cây chanh từ quý nhé, đang hoa lửa mới này. Cũng là một dòng quả quanh năm đấy ạ. Đang rất là nhiều hoa nhé. Cái này trồng chậu từ nhỏ đã rất ổn định rồi, gửi đi cho các bác đảm bảo luôn. Hoa này rất là nhiều. Hàng em sẽ có khá là nhiều cỡ, những cỡ từ 250 cũng đang có quả rồi. Hàng giống thì chỉ vài chục thôi, tuy nhiên thì cái cây mà giống ấy trong khá là nhiều nên là em cũng sẽ không bán hàng giống đâu. Hàng giống trừ khi các bác xuất xỉ thôi. Rất là nhiều hoa nhá. Những cỡ to này size to hơn một chút thôi. Có khá là nhiều hàng của cây này.
Bữa nay thì em có rất là nhiều. Mùa này thì các bác có trồng rất là nhiều loại cây ăn quả, như là roi nhá. Giới thiệu với các bác những cây roi. Đây là roi đỏ Thái Lan. Em vườn em thì hiện có 3 dòng roi, là dòng roi đỏ Thái Lan này, roi đỏ Đài Loan và roi xanh đường. Những cây to này là roi đỏ Thái Lan. Hôm nay thì cũng đã cho quả một vụ rồi, đã bỏ rồi đấy. Giờ mình về trồng vài tháng là có quả tiếp thôi. Là một hàng rất là dễ trồng. Trong này thì em còn nhiều cây giống khác nhau này. Cây giống thôi nhưng mà cũng rất là to rồi. Rất là nhiều. Mình sẽ ủ lại một chút nhé. Cây này đang bị đổ. Ngoài ra bên này em có những loại cam, cam cara. Cam thì hiện nay em thấy là bắt đầu bật mầm và kém hoa rồi này. Hoa ở các nhánh lá này. Trên kia có một cây đang đậu quả con luôn rồi. Cam rất là dễ thôi. Cam cara, ruột đỏ của Úc. Vỏ cam ruột đỏ nhé. Ngoài ra thì mình có thấy nhiều loại khác như là cam đường canh. Dòng này thì cũng cho quả vào dịp Tết ấy ạ. Mọi người hay mua trưng ấy. Đây, đây là một cây cam cara đang đậu hoa này. Hoa mà đậu quả con nhé, cam cara. Em có cam cara, cam decapon và cả cam đường canh nữa. Cam đường canh một số cây choai cũng đang có hoa rồi. Em có đủ các loại cây ăn quả trong nước và nhập ngoại nhé. Các bác cần cây nào thì cứ inbox em tư vấn. Đến cả những cây hồng đen sô cô la, cây là cây đã cho quả nhiều vụ rồi nhá, chuẩn bị cho hoa đấy ạ. Em bật mập mới rồi. Hồng đen sô cô la thì cũng là một dòng rất là dễ đậu quả từ Việt Nam thôi, trồng không sợ đâu. Này thì em vừa về thêm một lô những cây vú sữa mica hay là lựu đỏ ấn này. Lựu đỏ ấn này là hàng nhỡ nhá, cây này là cây 600 và cao tầm 1m4, 1m5 này, nhiều cây đang hoa luôn. Cỡ này tầm cỡ này chẳng đi là mình lại để quả được rồi, cứ cắt mầm đi, bật mầm mới là cây sẽ kèm hoa đậu quả thôi. Liệu thì các bác nên cắt tỉa nhé, thực ra là trồng cây gì cũng nên cắt tỉa để cây kích thích ra nhiều mầm mới và mình có thể uốn dáng theo ý muốn của mình nhé. Còn đây là một cây vú sữa mica size to này, vú sữa mica nhá, lá này là bầu không nhỏ ít như này là vú sữa mica. Các bác tránh phải mua nhầm về những cây vú sữa là rèn nhé, trồng rất là mất thời gian. Mua thì mua phải mica chuẩn, trồng ăn ngon mà ít nhựa, ít mủ. Đây, dưới này còn rất là nhiều dòng nữa. Đây là một cây chanh vàng Mỹ, đậu khá là nhiều quả con rồi. Một cây chanh vàng Mỹ đậu khá là nhiều quả con nhé. Này thì còn là những cây mận hậu này. Đầu xuân thì cây gì cũng xanh tốt cả. Các bác trồng tầm này cũng sẽ đỡ phải chăm hơn rất là nhiều. Thời tiết đang mát mẻ, đổ mưa xuân nữa. Em có những cây trà lá này, lá ăn trái nhá. Cherry, dâu dài cũng đang có quả. Rất là nhiều dòng khác nhau, các bác cần quay cái gì để làm sao quay chi tiết cụ thể cho các bác xem nhé. Những cây dâu Đài Loan này, là sẵn quả nhá. Mình có nhu cầu tìm hiểu thêm về cây gì thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Vườn em thì ở phố Nguyễn Mộ Tài, trong Quỳ Gia Lâm, Hà Nội và có ra hàng toàn quốc nhá. Em có rất là nhiều loại hoa, cây ăn quả độc lạ khác nữa. Thế là các bác nào mà cần cây gì thì cứ inbox em nhé.